Sản phẩm bóng lông catnip cho mèo là một loại đồ chơi cho mèo có hình cầu được bọc bông và gắn lông rất bắt mắt. Sản phẩm có được tầm catnip để kích thích hưng phấn cho mèo, giúp mèo vận động, vui chơi hoạt bát hơn. Catnip hay còn gọi là bạc hà mèo thuộc họ bạc hà, có tác dụng kích thích hưng phấn đối với họ nhà mèo, cho nên được dùng để huấn luyện sư tử và cọp trong các rạp xiếc, làm cho các con mãnh thú trở nên ngoan ngoãn và nghe lời. Bạc hà mèo có tác dụng tương đương với chất gây ảo giác, mèo cưng sẽ đạt được hưng phấn thông qua khứu giác và vị giác, mèo cưng sẽ lăn qua lăn lại trên đất, dùng mặt cọ vào các mặt phẳng, thậm chí sẽ phát ra tiếng gừ gừ như khi bị say rượu. Sản phẩm được bán tại tất cả các chi nhánh của Cúm Mew Pet Shop, đặt hàng trực tuyến tại website cúmmew.vn hoặc tại các kênh thương mại của Cúm Mew.